Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog trưa nay nha. Thì trưa nay Bùi Hải Vlog xuống thắp nhang cho mộ thầy ha cô chú anh chị. Bất ngờ gặp khán giả đứng hỏi thăm mộ của thầy. Đó, bây giờ cô đi vào trong hai cô chú anh chị. Đó, Bùi Hải cũng mới vừa thắp nhang. Nhang trong thùng đỏ chị, nhang trong thùng đỏ. Dạ. Cô Hải mới thắp nhang à cô chú anh chị. Ôi rồi trời, chú không biết thôi thôi không sao. Chú không biết xin lỗi. Đúng à, Bùi Hải thắp nhang buổi trưa cho thầy. Bất ngờ gặp cô chú. Cô chú ở gần đây không? Dạ, thôi để cô chú thắp nhang đi. Tắm xe vô trong tại ở ngoài có cái dĩa. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ. À, cô chú cũng có theo dõi ha, sao mà biết? Theo dõi chứ, về nói còn kia đó. Dạ. Mình tại đâu theo dõi dữ vậy. Dạ. À, cô chú chút về mở kênh Bùi Hải Vlog nha. Là dạ thấy. Dạ thấy cô chú tới đây thắp hương cho thầy Minh Thiện. Dạ. Với kênh Bích Lê TV chú Tiểu Khang với Thiện Tiên Vlog. Dạ. Coi trong suốt không à? Sẵn là nãy cái quay Vũ Linh rồi luôn. Dạ. Về làm kỷ niệm. Vậy là cô chú chỉ coi trên điện thoại thôi. Chứ chưa có gặp được thầy nào ở ngoài hết. Không, chưa. Dạ. Con hên hữu duyên được gặp sư thầy Như Ngộ đợt về bên ở Chính Lưu mình á. À, Chính Lưu, Chính Lưu. Dạ. Thì giờ cũng có duyên thầy Minh Thiện về đây nữa nè. Con có duyên nhiều lắm tại con ở Hiền. Dạ. Dạ thầy đi được 3-4 ngày vậy đó là thầy bị sốc nhiệt. Dạ. Dạ đúng rồi. Mà thầy Minh Tệ hay đúng là hay luôn ha chú. Sao biết bao nhiêu đồ mà thầy không nắm đi mà thầy nắm ngay cái nồi cơm. Đâu bởi chết. Bởi mấy ông kia mới ganh tị mà nó cứ ganh tị cái gì. Mình tu thì mình ai nấy tu, mình ai nấy lo đi. Nếu mà mình không có ông thầy Thích Tuyên Quang á, ổng nếu mà không có ông thầy Minh Tệ này á, là cũng không ai biết ổng là cái gì hết. Dạ đúng rồi. Cái sự tích của ổng là không ai biết hết. Dạ. Cũng bởi vậy cũng gại cái miệng cái quả mà ra. Dạ. Đúng dạ. Rồi. Cũng cái này là ông cũng có miệng. Không có đâu. Tự trên YouTube người ta nói tùm lum được ra hết rồi. Dạ. Còn mình đây là mình chỉ nói sơ sẩy thôi. Dạ. Nghe cũng từ đầu tới cuối mình biết là đúng. Nhưng mà con nói chú đúng là thầy Thích Minh Tệ là ổng là người không phải là người thường đâu. Đúng. Không dạ. Phải là người thường nhưng mà dạ. Cũng nhờ ổng. Dạ. Dạ, ổng nó cũng mới thay đổi nhiều cái. Dạ. Con nói sao biết bao nhiêu đồ luôn à, thầy không nắm đi khắc thực mà thầy nắm ngay cái nồi cơm. Thầy con nói thầy nắm cái nồi cơm nó không phải liên biệt gì nước Việt Nam mình, nước ngoài nó có cứ gửi cho toàn thế giới luôn, ai cũng phải là dùng cái nồi cơm đó để sinh sống. Ngày nào cũng phải nấu cơm để ăn. Dạ. Ổng nắm ngay cái lỗi nồi cơm điện mà ổng đi hết nước vô từ Nam ra Bắc, từ Bắc vô Nam. Phải nổi tiếng thế giới luôn. Dạ. Chỉ dặn á. Dạ. Trời ngay cái nhiệt mà ở cho mấy ông kịch. Năm ơi Bình Dương. Có em trai. Dạ Bùi Hải Vlog. Bùi Hải Vlog. Chú Tiểu Khang. Chú Tiểu Khang. Chị bên này. À, Bích Lê TV. À, nhớ về và ủng hộ kênh chị Bích Lê TV nè cô chú anh chị ơi. Làm YouTube hơn nửa năm rồi mà chưa được lãnh tiền YouTube, tội nghiệp chị lắm. Dạ, cái này con nói thiệt chứ con không nói giỡn. Lên những cái nút nào mình lấy rồi coi là mình bấm ngay chỗ gì cái chua cái gì đó. Dạ. Dạ, cái đăng ký vô cái với lại chu báo. Cái gì mà đi có gặp thầy ở trong cái hang á. Dạ. Cái lúc đó gì ta? À Di Minh.
coi chừng coi Di Minh lên núi Cấm á. Có gặp ông thầy đó. Nhiều lắm. Dạ là ông thầy ở trong núi Sạn. Xong cái hang hay gì đó. Dạ. Rồi cái đó không biết. Là từ đó bắt đầu mình câu luôn. Dạ. Dạ con cảm ơn. Ngay trời ơi, ngay chỗ mộ thầy đừng có cái vết xác xanh. Thì chị chú lại. Mên không có sao nó bay rồi. Rồi. Sắp sửa làm. Dạ có đem đá để sẵn rồi đó chị. Đó, đá sẵn đó. Dạ còn thiếu mấy miếng nữa là đủ là cho bắt đầu thợ chứ người ta có làm. Đó làm sẵn đó. Tại vì hôm coi á cái nói thầy Minh Thiện là chôn gần ông này Việt Cơ Mỹ mà. Dạ đúng rồi. Con nghe người nhà nói là người nhà tự động mua nồi cơm điện tử bên Mỹ á, đem về đây là tìm thầy Minh Tệ để đi khắc thực. Nhưng mà ổng ở đồng má ông đi theo ông thầy. Dạ. Ông thầy ba không khí khí hậu quá. Khí hậu nó nóng quá nên đi mấy ngày thầy chịu không nổi. Thầy chịu không nổi nên thầy bị sốc nhiệt. Đúng rồi. Thầy nhiêu tuổi vậy thầy? Chắc bốn mấy. 47 nghe nó 47. Dạ. Mà hỏi em coi cái bia mà chưa có để tên tuổi mới khắc chữ tên thôi à. Ừ. Tại vì mình cũng coi trên YouTube nghe nói. Dạ. Tại vì thôi vậy á. Dạ, dạ con cảm ơn chú nha. Dạ. 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 Bụi Hải chưa xuống Bụi Hải thắp nhang. Gặp cô chú tìm mộ thầy để thắp hương nè cô chú anh chị. Đó. Ông bà cô chú có thương Bùi Hải Vlog ủng hộ kênh giùm chị Bích Lê TV nè cô chú anh chị. Đó. Chị làm YouTube mà hơn nửa năm mà cô chú anh chị mà chưa được lãnh 100 đô nữa. 100 đô nếu tính là tiền Việt là chị được 2.500.000 là 2.500.000 á. Mà sáng nào chị cũng lên sớm mộ cậu nha cô chú anh chị. Chị lên sớm mà chị phụ với anh Ngọc này kia nhưng mà YouTube chị thì chưa có được lãnh tiền ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thương Bùi Hải ủng hộ giùm kênh của chị Bích Lê TV đó. Cũng giờ ở trên mộ cậu giờ Bùi Hải xuống đây nè chị có rủ chị theo xuống đây để lau dọn bàn thờ của thầy cô chú anh chị. Thấy chị cũng tội nghiệp lắm. Bà con cô chú thương Bùi Hải ủng hộ giùm chị Bích Lê TV kênh YouTube đó nha cô chú anh chị. Đó. Chưa Bùi Hải xuống thắp nhang. Gặp cô chú xuống tìm mộ thầy để thắp hương cho thầy nè cô chú anh chị. Đó. Đó, dạ Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Thì trước khi kết thúc video Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi trưa thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc vạn sự như ý. Và một lần nữa Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị.